BTC đào tạo Forex chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường. Và tài khoản này từ sáng đến nay thì tôi đã vận dụng các phương pháp từ đánh scalp, đánh swing, đánh lướt, đánh head ở trên thị trường và điều phối các lệnh ở trên thị trường để chia sẻ cho nhà đầu tư, và nhà đầu tư có thể thấy rõ từ 500 đô đến bây giờ đã lên gần 1.000 đô trên thị trường. Chúng ta cần phải hiểu rõ khi mà chúng ta giao dịch được thì chúng ta phải vận dụng áp dụng vào trong thực tế, và thì chúng ta phải thấy rõ được cả quá trình vận dụng áp dụng đó trên thị trường từ chính những người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Họ phải chứng minh dẫn chứng một cách cụ thể có giá trị cho chúng ta, và chúng ta phải nhìn nhận để chúng ta thấy rõ được các giá trị đó ở trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có giao dịch, có vận dụng được thực tế hay không ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị dẫn chứng chứng minh trong thực tế. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải hiểu rõ. Cả một thị trường dài trên thị trường khoảng cả một thị trường ở trên thị trường giao dịch Forex này, tại làm sao mà á quân Forex thế giới, pro trader hay thầy dạy Forex hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex và những thằng kêu rằng bản thân chúng đang đánh cho quỹ này hay quỹ nọ rồi trader triệu đô trên thị trường, tại sao không dám chứng minh giao dịch live và show full lịch sử giao dịch mà toàn những thằng dùng trading view để vẽ vời rồi đọc lệnh bắn chiến lược rồi đưa lên giao dịch như đúng rồi mà không chịu giao dịch thực tế show full toàn bộ lịch sử? Bởi vì đơn giản rằng bọn chúng có giao dịch, có vận dụng được đâu để mà dẫn chứng chứng minh vào trong thị trường thực tế để chia sẻ cho nhà đầu tư thấy rõ về các giá trị vận dụng áp dụng trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Cả một chặng đường dài chính là những chuỗi giá trị mà bản thân tôi hay chính bản thân các bạn cần phải nhìn nhận vào trong thực tế trên thị trường từ chính những người đứng ra chia sẻ. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang cho nhà đầu tư thấy rõ, mọi nhà đầu tư tự đưa ra các giá trị cho chính bản thân các bạn trên thị trường. Mời nhà đầu tư theo dõi. Chào anh em nhé, chúc anh em giao dịch thành công và tôi chứng minh thực tế các giá trị mà của
kỹ năng và kinh nghiệm tôi giao dịch trên thị trường sáng giờ cho anh em xem. Và trong nhiều năm qua tôi đều chứng minh như vậy nha.